Rồi ok, mình vào chi tiết đoạn thứ ba này. Ở đoạn 2 các bạn đang kết thúc như này. Đang ở đô trưởng, đang cái chỗ nỗi niềm đấy. Rồi xong các bạn đánh tiếp cho mình này. Dây 4 móc dây 2 dây 3 dây 1. Xong các bạn cho về đô 7 các ngón út vào phím 3 của dây 3. Rồi, vào đoạn 3 thì là đôi bàn tay lạnh này. Đấy, phím 1 dây 2. Bỏ ra. Rồi về âm pha chặn như này. Các bạn cố gắng với tay nhá. Đấy. Đánh dây 3, dây 6 nhau. Câu tiếp theo. Dây 1. Dây 2. Về âm son chưa? Đây. Rồi, về âm. Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi này, chữ tôi các bạn bấm về son trưởng, đánh dây 2, dây 6 nhau. Ok chưa? Xong đánh dây 4, dây 3. Câu tiếp theo này. Gió lung lay cành này. Lung này. Lay này, phím 2 dây 3. Về bấm bi thử, đánh dây 6 dây 3 vào nhau. Đấy, mình làm lại nhá. Đấy, quay chưa? Câu tiếp theo này, đánh dây nhanh dây 4. Khẽ, hãy vẽ khẽ khàng thôi này. Đấy, hãy khẽ khàng này. Rồi về bấm la thứ, đánh dây 3 dây 5 nhau. Xin lỗi, dây 2 dây 5. Ok chưa? Xong đấy thì 4. Ok chưa? Ok, đánh thì 4 phát xong câu tiếp theo này. Để em với giấc mộng hiền này. Đấy, dây 1 buông, phím 1, phím 3, đánh cùng dây 4. Nó chính là rê thứ đấy. Rồi mộng hiền này. Dây 2 phím 1. Câu tiếp theo. Chỉ khác một cái các bạn chuyển về âm son trưởng thôi. Câu tiếp theo này, theo làn mây này, phím 3, dây 2, phím 1, về vào đô trưởng, đánh dây 1, dây 5 cùng nhau. Đấy, từ đô và sang đô 7, 4, 2, kết thúc. Ok, lặp lại. Đấy, bao nhiêu bức hình này? 4, 3, 2, 1, của riêng chúng mình này. Đấy, củ hở này, dây 2 buông này, phím 1 này. Các bạn về phím 1 của dây 3, về son trưởng, đánh dây 3 lên 6. Rồi, câu tiếp theo này, đã mòn hơi này. Dây 3, dây 4, phím 2, hơi. Xong đánh dây 4, dây 3. Đấy, ấm này. Ấm bao ngày này. Ấm này. Bao này. Người này. Về âm la trưởng, đánh dây 5, dây 1 cùng nhau. Ok chưa? Câu tiếp theo này. Vắng em trời đất sau bốn tênh này. Đấy, rất là dễ. Chỉ rê thứ này. Phím 1, bỏ ra. Đánh cùng dây 4. Rồi, lòng chênh vênh này. Dây 1 buông. Phím 1. Về son trưởng đánh dây 1, dây 6 nhá. Dây 1, dây 6, 4, 3, dây 1, 4, 3, right phát. Ok, đấy là xong cái đoạn thứ 3. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ 4 nhé. Mình vào chi tiết đoạn 4 này, đoạn 3 các bạn kết thúc như này. Đoạn thứ 4 là cái câu này một đời thương còn tư này. Phím 1, dây 2, phím 3, dây 1 buông. Rồi, bấm về bốn đô trưởng, ngón út phím 3 của dây 1. Rất là dễ.
em sẽ đây này. Ok giờ xong các bạn lại lặp lại thứ tự. Lại giống hệt chỉ khác cái về âm mi thứ thôi. Đánh dây 6 dây 1 của nhau. Ok giờ hai câu này. Bạn phải chăm đi soạc thì nó mới soạc được cái này. Đấy. Bạn nào không soạc thì các bạn bấm như này. Bấm hết phím 3 và đánh dây 1 dây 5, dây 1 dây 4. Còn bạn nào soạc như này nó sẽ hay hơn. Phím 1 này. Đại. Này hồn cỏ lá đấy. Đấy, dây 1, dây 6 cùng nhau. Đấy. Dây 3, dây 2 rồi. Ok, câu tiếp theo này. Chút đâu rồi? Hãy ngân nga những lời hát này. Đây, phím 5 các bạn chuyển về son trẻ này. Phím 3 dây 1. Dây 6 cùng dây 1. Dây 1 phím 1 nhá. Đây. Câu tiếp theo này. Kéo từ phím 3 phím 1 này, phím 3 xuống phím 5 về phím 3 và về đô trưởng đánh dây 1, dây 5 cùng nhau. Ok chưa? Về đô 7. Ok, sau lại lặp lại. Đấy. Câu này là cái câu gì đây nhỉ? Để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm này. Về pha chặn tiếp. Đấy. 3, 2, vài pha. Chút nỗi này. Phím 7 xuống phím 8. Rồi, về phím 4. Đánh dây 6 cùng dây 1. Ok chưa? Câu tiếp theo này. Rồi, các bạn bấm phím 3 bỏ ra. Chặn xuống đánh cùng dây 6. Rồi, câu tiếp theo này. Đó là cái câu em từng đêm này. Ok chưa? Từng đêm này. Phím 7 nháy phím 8. Bè bấm la thứ chặn hết phím 5 như này. Ok, câu cuối này. Bớt đi vài giờ lòng thao thức em này. Dây 1, dây 4 của nhau. Dây 3, dây 2 phím 3. Đấy, phím 1, dây 2. Dây 3. Rồi, bè bấm son trở đánh dây 2, dây 6. Xin lỗi, dây 2. Vẫn ở phím 1 nhá. Phím 3 thế này. Đấy, thức em này. Rồi, về bấm đô trưởng. Rồi, về bấm đô trưởng các bạn bấm ngón út vào phím 3 này. Rồi, về bấm đô trưởng nha, đánh dây 2, dây 5. Đấy, 4, 3. Rồi, nếu bạn nào thích lặp lại từ đầu thì các bạn lại lặp lại từ đầu. Lặp lại cho đến khi hết kết thúc. Ok. Rồi bài này mình xin kết thúc tại đây. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe kênh cho mình nhá. Cái kênh kia của mình hiện tại mình chưa đăng được video hướng dẫn bên đấy thì mình đăng ở kênh bên này. Các bạn cứ hãy ủng hộ mình cả hai kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.